lắm rồi đúng không các bạn? Mình mới có dịp làm clip về cái vườn phong lan bé tẹo tẹo của mình. Hôm nay thì về thì đang thấy hoa nở. Cây này cũng thuộc diện cổ thụ rồi. Đấy, bám hết lên trên cây rồi, mình buộc cho lên cây luôn. Nhìn chung thì đây là một loại hoa cũng khá là đẹp. Có thể mình chưa rõ là cái sắc thái lâu tàn của nó như thế nào, nhưng nó nở là cũng quý rồi. Đấy, em bồ trao nhà mình hôm nay sẵn tiện đây là mình muốn nói luôn, đây là mấy cây đa của mình thấy không, săn mơn mởn luôn. Hôm nay thì mình muốn phân biệt cho các bạn một số cái loài dạ hạc Lào và dạ hạc của trong nước này, thấy không? Hai cái lá, nếu như các bạn nào nhìn thấy hai cái lá, đây mình sẽ cho bạn thấy hai cái lá đây. Đấy, hai cái lá nó khác nhau. Đấy. Một cái này thân nó nhỏ hơn, thân nó kiểu kiểu nó mọng hơn. Đấy. Các bạn thấy không? Cái cây phong lan của mình khi mang về nó bé chặn được đeo à. Bây giờ nhìn này, rành ngoằng luôn. Cực kỳ tuyệt đẹp. Thì mình phải gỡ ra chứ, để nó lâu là thành ra nó không, nó lại xấu. Để cho nó bám cho nó khỏe. Bám rễ không biết có sống không, có vẻ như cái gỗ này ép dùng buộc buộc cái lan hoàng lạp này có vẻ là không ổn cho lắm nha các bạn. Nói chung là cái lan ngoại thì không lại chê vào được, vẫn ra hoa cực kỳ đẹp, đâu có chê vào đâu đâu, các bạn thấy không? Hoa thì to bự chảng luôn, nhìn đã con mắt. Tháng rồi đâu có như lan ta, lan ta thì hơi dở một chút, mới bổ sung thêm em này vào bộ sưu tập cũng khá là đẹp. Đây cái loại lan này lại có hoa mờ vậy nhỉ. Đây lại có hoa nha các bạn. Không biết sẽ như nào nhưng mà nhìn chung là đẹp đấy. Rễ này bám rất là nhiều. Về cái vườn lan của mình ấy, về cái quy mô tuy là nhỏ thôi, nhưng mà đây do mình để rải rác chứ mình để tập trung lại thì cũng khá là nhiều đấy, khá nhiều và đẹp đấy. Chẳng qua là mình để rải rác. Đấy. Đẻ hả? Mà em chưa thấy đẻ đây các bạn. Đây, có trứng gà đây, thích lấy ăn luôn. Rất là vui, như trong nhà mình thì rất là vui. Đây, vườn lan của mình thì nhiều bạn đã biết quá kỹ rồi. Giờ mà giới thiệu nữa chắc các bạn chửi chết luôn. Đã nhỉ, thân nó mập. Mập không tả luôn rồi. Giờ bữa nay mình có xu hướng là chuyển nó lên hết hết ở phía trên cây rồi cho khỏi chăm sóc, cho mình đi làm hơi bị xa ấy. Chứ còn lại là mập lắm, đã lắm. Nhìn này, ui xùi. Quá mập. Thằng này bắt đầu hương vani thì quá dài. Cũng được, nói chung là không chê được. Ồ, bụi này thì có dấu hiệu là ngoẹo của tỏi của mình rồi. Bữa trước mưa suốt mưa nguyên một tháng là thành ra là nó bị khô này. Thôi kệ đi, nó không sống nổi thôi, bây giờ chịu thôi, bây giờ mình cũng bó tay rồi. Lâu ngày quay vườn lan khoe một chút cho các bạn biết thôi. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.